Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn khóc kiệt sức trong đêm. Nỗi đau quá lớn không một ai thấu hiểu. Bạn luôn đối đãi với mọi người bằng tấm chân tình của mình. Nhưng đôi khi có những người không quan tâm và không tôn trọng những gì bạn đã dành cho họ. Họ đã cố ý dùng những lời nói hành động làm tổn thương bạn. Khi bạn quan tâm đến bất kỳ ai, cảm xúc của bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi người đó. Cho nên khi bạn dành cả tấm chân tình của mình đối đãi tử tế với ai đó lại dùng những lời nói hành động khiến bạn tổn thương. Điều này có thể khiến bạn rất khó ngủ, trằn trọc và nước mắt của bạn có thể rơi. Tôi rất ngưỡng mộ bạn vì bạn nhận thức kịp thời. Bạn không thể thay đổi được bất kỳ ai. Bạn rất giàu có tình yêu. Bạn sẵn sàng trao đi tình yêu của mình mà không mong đợi được đáp lại. Và bạn tôn trọng hành trình của mỗi cá nhân, để họ tự bước đi trên hành trình của họ. Khi họ không cần bạn, khi họ không quan tâm đến bạn, thì bạn dành tất cả những nguồn tài nguyên bạn có, tập trung vào bản thân mình, giúp bản thân mình ngày càng phát triển trên hành trình cá nhân của mình và giúp đỡ những người đang cần sự trợ lực từ bạn.